Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi đây là xích tải hộp số phụ, xích hộp số phụ của dòng xe Mitsubishi Pajero và dòng xe Mitsubishi Triton. Đây, xích tải hộp số phụ được lắp trên cái hộp số phụ đấy của dòng xe Mitsubishi. Thì hàng các bạn nhìn trên đây có logo Mitsubishi này. Logo Mitsubishi này. Đấy, chất liệu thì được làm bằng hợp kim và đúng theo tiêu chuẩn của hãng Mitsubishi Moto. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe một thời gian trên đường thì cái xích hộp số phụ này có thể bị rão, và chúng ta cảm thấy trong hộp số đi nó không còn được chuẩn như ban đầu nữa, hoặc là vì do gì đó dẫn đến nó hỏng cái xích này. Thì lúc đó bắt buộc các bạn thay thế để bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Cái xích này nó đóng vai trò giống như cái dây cô đoa của các bạn vậy, nó gần giống như dây cô đoa nhưng nó làm bằng hợp kim nên độ bền nó được bền hơn rất là nhiều. Đấy, thì trong quá trình khi mà chúng ta phải thay thế và sửa chữa thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng Mitsubishi.vn. Anh em nào muốn xem thêm cách phân biệt hàng xịn, hàng rẻ, hàng thay thế của tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi này thì các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cái hoàn toàn miễn phí. Thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh.